khi bàn viếng chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa, mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua, tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lòng tỉnh thức, lời Phật ngàn năm qua. Danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lỵ, chớ thèm bạc vinh hoa, hãy thật lòng sám hối ngày và đêm nghe kinh. Với các tín đồ Phật giáo thì sư Minh Tuệ được xem là một vị sư có thể nói là gần giống với Phật nhất, chân chất mộc mạc, không màng danh lợi. Thì sư Minh Tuệ vẫn chỉ có đôi chân trần và một cái đựng đồ ăn cùng một bộ quần áo đã sờn. Và quan trọng hơn là ông luôn giữ một thái độ khiêm tốn, nhẹ nhàng, từ bi. Bởi vậy ông đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, và cũng có rất nhiều Phật tử xem ông như là vị thánh sống, muốn học hỏi ở ông nhiều lẽ sống cuộc đời. Tuy nhiên, dưới góc nhìn là một người làm về mạng xã hội thì mình thấy có rất nhiều TikToker, Facebooker, YouTuber xem sư Minh Tuệ như là một đề tài kiếm tiền thần kỳ. Các bạn có bao giờ thắc mắc là tại sao rất nhiều người cầm máy quay sẵn sàng bước theo sư Minh Tuệ dù trời nắng đến 40 độ, bước xuống đường là chân bỏng rát, rồi người ta đi theo ông từ tờ mờ sáng, đêm chỉ kịp cắm máy sạc, rồi sáng sớm tinh mơ lại tiếp tục đi cùng sư Minh Tuệ lên đường. Mình cá là sư Minh Tuệ không hề thích điều này, một người đã trốn khỏi cuộc sống xô bồ của xã hội, ông cuối cùng lại trở thành người nổi tiếng nhất Việt Nam. Nhưng với dân làm nội dung số thì sư Minh Tuệ lại là một đề tài có thể nói là hốt bạc. Chủ đề về nhà sư Minh Tuệ đã ngay lập tức kéo kênh này có lượt view tăng gấp nhiều lần. Ví dụ một kênh giấu tên hơn 200.000 sub, một ngày ra tới 12 cái video, mỗi cái video dài trung bình khoảng 10 phút, mỗi video trung bình khoảng 200.000 view, nhiều cái lên tới hàng triệu view chỉ trong một ngày phát sóng. Với kinh nghiệm của mình thì video dài khoảng 10 phút, 1 triệu lượt xem sẽ được khoảng từ 5 đến 10 triệu đồng. Thôi cứ tạm tính trung bình là 7. Kênh này từ khi đăng về sư Minh Tuệ trong 1 tháng đã đạt tới 25 triệu view, mà càng về sau số view lại càng lên nhiều. Tính ra thì với 25 triệu view, YouTuber này sẽ nhận về số tiền cỡ 175 triệu đồng. Đây là số tiền rất đáng để cầm máy quay đi theo sư Minh Tuệ cả ngày cả đêm. Thậm chí những ngày gần đây có ngày đạt đến 5 triệu view, thì có nghĩa là một ngày thu nhập cỡ 35 triệu đồng. Chứ những YouTuber nổi tiếng như là Thơ Nguyễn thì mức thu nhập này là quá cao cho một YouTuber làm nội dung ở Việt Nam. Thế nhưng mà đó chỉ là YouTube thôi. Mình tìm trên Facebook có những video đạt đến 3 triệu view mà thường thì doanh thu tính trên 1 triệu lượt xem của Facebook cao hơn của YouTube. RPM tầm khoảng 0,8 đến 1 cho các video cỡ 10 phút. Tính ra thì 1 triệu view sẽ đạt từ 15 đến 25 triệu đồng. Một video 3 triệu view thì có doanh thu từ 45 đến 75 triệu đồng. Còn nền tảng TikTok, video về sư Minh Tuệ có lượt view cũng vô cùng khủng khiếp, có những cái đạt đến hàng chục triệu view. Mà để kiếm tiền được trên TikTok thì nếu để địa chỉ IP ở nước ngoài rồi bật kiếm tiền kênh nội dung tiếng Việt thì doanh thu từ view cũng không cao, chỉ có 1 triệu view được 1 đến 2 triệu đồng thôi, thậm chí có khi còn thấp hơn. Nhưng mà bên TikTok thì view có thể dùng để quảng cáo sản phẩm, để bán hàng, nên bù lại doanh thu sẽ rất ngon nếu biết cách khai thác. Nhưng nhìn chung là một YouTuber đã làm nhiều năm, mình cũng bất ngờ với lượng view rất cao mà các clip quay về sư Minh Tuệ. Thế cho nên việc cầm máy quay và đi theo sư Minh Tuệ đã trở thành công việc có thu nhập rất ổn. Đó là lý do bạn thấy tại sao nhiều người đi theo ông như vậy. Tất nhiên không phải ai cũng có thu nhập tốt, vì cũng có nhiều người chưa biết quay sao cho hay cho nên ít người xem. Nhưng mà ai không có doanh thu tốt sẽ tự từ bỏ. Còn những người vẫn đi theo thì một là rất kính trọng ông, muốn quay video làm kỷ niệm, còn hai là vẫn có thu nhập rất tốt. Thầy Minh Tuệ đã làm nên 13 kỷ lục phi thường. Một, tên Minh Tuệ tìm kiếm trên Google trong 0,5 giây là 90 triệu lượt tìm kiếm. Hai, chỉ chưa đầy một tuần lễ là người nổi tiếng nhất trên tất cả các trang TikTok, YouTube, Facebook, Viber, Instagram. Ba, là người được chú ý nhất Việt Nam hiện giờ, hơn cả những người nổi tiếng nhất đã lâu năm. Bốn, chưa đầy một tháng mà đã là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nghệ sĩ vẽ tranh, ảnh, phim, bài hát, quần áo, may mặc và thơ ca, đắp tượng. Năm, có một lõi nồi cơm điện mà hàng triệu người phải nhắc đến, rất nhiều kẻ phải run sợ mất miếng ăn.
6. Là người đi bộ khắp đất nước đứng đầu Việt Nam. 7. Là người ngủ ngoài trời, nghĩa địa, nhà hoang, hang đá và bị muỗi cắn nhiều nhất Việt Nam. Là người ăn xin duy nhất ở Việt Nam, chỉ xin ăn một bữa cơm chay, không nhận tiền tài. 9. Là người bị khen chê, ca ngợi, tung hô, đảnh lễ nhiều nhất Việt Nam hiện thời, gây bão mạng xã hội toàn tập. 10. Là người không sân si với đời, mà đời tự sân si, mà tăng tự hiện hình tự vả mặt mình. 11. Là người không có trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng được Phật tử khắp nơi yêu quý, tôn kính và nhớ tới nhiều nhất. 12. Là người không muốn nổi tiếng, mà nổi tiếng không tưởng. 13. Là người đàn ông duy nhất Việt Nam không lấy vợ, bỏ nhà đi ăn xin, mà rất nhiều người đàn ông khác có vợ, muốn đi theo trải nghiệm hiện thời. Những kỷ lục này thật khủng khiếp, không phải người bình thường có thể làm được. Ngài tu theo 13 hạnh đầu đà của Đức Phật, bộ hành đi chân đất, mặc áo y phấn tảo, khất thực ngày một bữa, không nhận tiền cúng dường. Sau khi thăm dò dư luận trên YouTube thì có đến 98,6% ủng hộ Ngài Minh Tuệ. Kết quả tương tự trên các mạng TikTok và Facebook là 99,5% cho rằng Ngài Minh Tuệ là hình ảnh đẹp trong Phật giáo. Chỉ có 0,5% cho Ngài Minh Tuệ là hình ảnh xấu. Có thể thấy đại đa số công chúng đều cho rằng hình ảnh Ngài Minh Tuệ là một hình ảnh đẹp của một vị chân tu, đại diện cho học trò của Đức Phật, cho mọi người, bá tánh, đại chúng thêm niềm tin vào Đức Phật, làm cho mọi người muốn tìm hiểu và tu học theo đạo Phật. Những đóng góp của sư Minh Tuệ cho xã hội là không thể đong đo đếm được, làm thức tỉnh hạt giống Phật tâm, sống nhân từ, buông bỏ tham, sân, si. Thành bại như giấc mơ, ta đi là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Bàn viễn chùa mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa, mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua, tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lòng tỉnh thức. Lời Phật ngàn năm qua, danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lệ, chớ thèm bạc vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối, ngày và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà. Ta đi là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.
cơn nước lũ. Lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lụy, chớ thèm bã vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối này và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi ban viễn chùa mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa. Trần gian là cõi tàn, dưới bóng Phật là nhà. Ta đi là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.